Xin chào tất cả mọi người. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn cách giải đi tìm mốt của số liệu kép nhóm nha. Đây là công thức của chúng ta. M của chúng ta chính là mốt đó. Bây giờ mình sẽ giải hết tần cục nha. UM là cái vị trí cái khoảng mà của bắt đầu á, là có nghĩa là giả sử chúng ta có số 13 là số lớn nhất khi so sánh tất cả các số nằm ở đây, thì chúng ta biết UM chính là cái vị trí số này. UM cộng 1 là cái khoảng cuối cùng, có nghĩa là 8,5 nằm ở đây. Còn UM là cái khoảng đầu là 5,5. Tại sao chúng ta có khoảng này? Khoảng này chính là cái khoảng thay đổi trong cái vùng từ 5,5 cho đến 8,5 khi chúng ta nhân cái số này ở đây. Chúng ta cộng có nghĩa là từ 5,5 là mình sẽ dịch chuyển từ 5,5 lên phía trên cộng thêm á. Có nghĩa là giả sử chúng ta có 5,5 cho đến vị trí 8,5. Ví dụ đây là cái khoảng của chúng ta. Khi chúng ta cộng thêm cái số này nè, thì có nghĩa là từ 5,5 này nè, nó sẽ dịch chuyển lên bên phải, thì chúng ta sẽ có vị trí mà của cái mốt. Như vậy, còn cái khu vực này nè, chính là số liệu, thì chúng ta có UM chính là vị trí nằm số 13. UM trừ 1 là nằm ở bên tay trái, chúng ta có số 5. Tương tự, cái này cũng vậy. U A lộn N M cộng 1 có nghĩa là giá trị ở bên tay phải chúng ta có số 7. Và chúng ta thấy tần số này vào và chúng ta sẽ ra đáp số nha. Tám phẩy năm trừ 5,5 chúng ta ra kết quả là số 3, mình ghi số 3 đây luôn nha. Thì chúng ta bấm máy tính cục này ra thì chúng ta ra 7,2. Cảm ơn mọi người đã xem video của mình.